nên đất nhà mình thấp hơn nền đường thì làm nhà kiểu gì? Nếu các bạn băn khoăn, lo lắng thì hãy tham khảo ngay mẫu nhà này đi ạ. Sở hữu lô đất có phía sau thấp hơn phía trước, nếu tính chi phí săn lấp mặt bằng cũng khá tốn kém. Sau khi nắm bắt được thông tin gia đình cung cấp, ATZ đã khảo sát thực tế lô đất và đưa ra phương án thiết kế mẫu nhà máy Nhật 2 tầng có tầng bắn hầm rất độc đáo và tiện nghi cho gia đình. Căn nhà này nếu các bạn không làm tầng bắn hầm bên dưới thì mình phải xử lý móng khá là sâu, sẽ rất tốn kém mà lại ít không gian sử dụng hơn. Theo cách đó, mẫu nhà bắn hầm sẽ được thiết kế có lối đi xuống bên hông nhà, tạo thành mẫu nhà 3 tầng. Tầng hầm bên dưới các bạn có thể để xe máy, xe ô tô hay làm nhà kho, khu bếp chính phụ đều được nhé. Giải pháp này giúp cho ngôi nhà vừa đạt được công năng sử dụng mong muốn, vừa tiết kiệm được kinh phí săn lấp. Đây là một giải pháp thông minh đem đến sự hài lòng cho gia chủ. Ngôi nhà có kích thước mặt tiền là 8,3m x 15,5m với 4 phòng ngủ. Nếu các bạn có mảnh đất khoảng từ 10 x 20m thì còn đẹp hơn rất nhiều. Và nếu các bạn muốn chia lại công năng bên trong cho phù hợp phong thủy với gia đình của mình thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để chuyên gia tư vấn thiết kế bên mình giải đáp chi tiết hơn.